Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quy chi một đời vãng sanh cực là quốc học đến tập 64. Ngày nào chúng ta cũng nhắc nhau niệm Phật nhưng đức à, à, càng tu pháp môn tình độ này và càng niệm phật thấy danh hiệu ai Di đà phật đúng là một nền giáo dục hay quá quý vị tuy một câu phật hiệu nhưng lại là một nền giáo dục vô cùng viên mạng trong câu phật hiệu nên chư tổ sư nói rằng người không có duyên niệm phật có duyên Người không có phước Niệm Phật có phước Người không có đức Niệm Phật có đức Người không có tài Niệm Phật có tài Người không có cái thành đạt Niệm Phật được thành đạt Một câu Phật hiệu đặc biệt như vậy Quá tuyệt vời Nên mỗi một người mình gặp được pháp môn tịnh độ Một câu vật hiệu này Là một nền giáo dục đặc sắc Nếu như vị siêng niệm Phật Đây là một nền giáo dục đặc sắc mình nhớ nha Một câu vật hiệu Là một nền giáo dục đặc sắc nếu như quý vị tin và chăng thật niệm Và một câu vật hiệu này có thể áp dụng Trong mỗi một căn bệnh giải quyết căn bệnh lớn nhất của chúng ta đó là tham sân si chăng thật niệm một câu vật hiệu này giải quyết căn bệnh tham sân si khi nhận thức được hiểu được thì vị nhất định siêng niệm phật chắc chắn vì siêng niệm phật nên hàng phật tử chân thật đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm phật vì nhớ mình làm một cái việc gì đó mà được thúc đẩy được nhắc nhở thì quý vị không bị lạc nên như đức nói rằng là pháp môn tịnh độ này quý vị muốn tu cả đời không thối tâm là phải càng gặp một người thì thúc đẩy cô động cái pháp môn tịnh độ này cho quý vị nghe mỗi ngày xuyên suốt xuyên suốt xuyên suốt cũng như bản thân đức càng ngày càng thích niệm phật càng ngày càng hưng khởi niệm phật càng ngày càng tin vào pháp môn tịnh độ vô điều kiện nghĩa tin hết lòng hết dạ đến nỗi mà đeo máy niệm phật mà khi ngủ là bắt niệm phật lớn lên đi nghe thành quen luôn trong giấc ngủ thấy bình an thấy hạnh phúc gì đâu tại vì 48 lời đại nguyện nên mình tin vào phật a di đà là có nguồn gốc nguồn gốc là ngay 48 lời đại nguyện nguồn gốc là kinh a di đà kinh quán vô lượng thọ kinh vô lượng thọ nói về thế giới cực lạc nên tin vào bộ nguyện niệm phật tin danh hiệu ai với đạo phật chân thật mà niệm là tin có nguồn gốc thế giới cực lạc là một quốc độ đặc biệt trong kinh phật nêu lên chúng ta có lòng tin đây gọi là tin có thiện căn nên chúng ta chỉ nghe qua và tin còn thấy bạn không có bạn lãnh đó thấy được bạn không có bạn lãnh đó nên pháp môn tịnh độ này trong kinh vô lượng thọ nêu lên rằng không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân viên mà tin pháp môn tịnh độ được nên người phải là thiện căn của báo nhân viên cực kỳ dày mới tin pháp môn tịnh độ nên mình học phật pháp thì phải mở rộng cái tâm học thì học lợi ích cực kỳ lớn còn cái người mà gặp phật pháp mà đem cái tâm hẹp hòi đem cái kiến thức thế gian để mà mình nhận thức phật pháp thì bị chịu thua vì phật pháp là trí tuệ của phật là bậc đại giác ngộ mà mình dùng cái kiến thức thế gian Vì có học giỏi cỡ nào Thì quý vị học cũng trở thành sở chi chướng Chướng quý vị Mà khi quý vị còn phỉ bán tạo nghiệp nữa chứ Tạo nghiệp Nên trong nhà Phật câu nói là Bạn tin sâu nhân quả Đúng là Đức Phật vô cùng cao minh Nhắn mạnh cái chỗ tin sâu nhân quả Muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này Muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này Đây là bao gồm hết Vì nếu mà nói về nhân quả thì nói đa dạng luôn Đức Phật vô cùng có trí tuệ Nhắn mạnh bạn tin sâu nhân quả đi Bạn tin sâu nhân quả thì tất cả những cái quả gì đến với bạn là do nhân bạn gieo Thiện ác Bạn gieo thiện thì quả thiện Bạn gieo ác thì quả ác 100% Còn bạn gieo nhân thiện mà quả ác đến Là do gì quả ác của bạn gieo quá nhiều Bây giờ nhân thiện của bạn chưa phát triển Bạn gieo nhân ác mà quả thiện đến là gì Cái thiện của bạn gieo quá nhiều Bây giờ mới làm ác thiện chưa hết nên quả thiện vẫn đến. Rồi từ từ bạn hưởng thiện từ từ rồi ác sẽ đến. Rồi bạn hưởng ác từ từ rồi thiện sẽ đến. Không phải là không có mà là chưa đến. Nên Phật dạy bạn tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả. Hồi chưa những đức coi một bài viết. Mà quý vị biết rằng về mặt trái của Phật giáo quý vị không biết làm sao cái tác giả này viết ra Hai mấy phút thôi Mà cái mặt trái của Phật giáo là quý vị, vị sẽ nghe được hết Nếu như quý vị là người có trí tuệ bị học Thì bị nghe cái mặt trái này vì sẽ biết những con người Học Phật mà dính vô mặt trái vị sẽ biết hết Nhưng mà có những cái phương tiện nằm trong mặt Phật Cái mặt trái Có nhiều khi bản thân của tác giả cũng không biết Nhưng mà nó viết cực kỳ hay luôn Viết cực kỳ hay quý vị vì mặt trái của Phật giáo. Mà khi quý vị nghe qua rồi cái người mà mà có một cái tâm mà không thích Phật giáo rồi bắt đầu là họ nghe là họ họ, họ, giống như là họ họ khen dữ lắm quý vị. À. Còn cái người mà mới học Phật mà chưa có cái tầm nhìn sâu là tự nhiên sẽ chán Phật giáo liền. Thì vị coi bài viết nó viết kinh chưa? Nên như Đức nói rằng là bài viết hại quệ mạng chúng sanh. Giống như nó lật đổ Phật pháp luôn đó quý vị lắc đổ Phật pháp luôn, bài viết ghê gì thiệt chứ. Nên Đức nói rằng cái bài viết đỏ tam độ ác đạo mà mà người ta coi rất là đông mới có hai ngày thôi là mấy chục ngàn người coi rồi đó, mấy chục ngàn người coi. Những Đức vừa coi xong cái bài viết đó, vậy mà hồi 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 trưa mà 11 giờ 40 mà những Đức ngồi như Đức chia sẻ một đoạn ngắn đầu tiên kép vào cái đầu để chỉ cho vị nghe Và đoạn sau kết luận Để có hai mặt trái và phải Cho người ta nghe người ta nhận thức Nhưng Đức mong cái tác giả đó coi được Để làm chi Để họ đừng có Viết như vậy nữa Vì bài viết của họ đưa ra là họ đọ Không có ngày ra Vì hoàn toàn họ nói hoặc Phật giáo hoàn toàn sai hết quý vị Nó không có một cái gì đúng hết chứ nếu Phật giáo không có cái gì đúng hết chứ sao tồn tại gần ba 000 năm Thì vị nghĩ đi nên mình học phật mình cái góc độ mình phải cực kỳ sâu sắc cực kỳ mở rộng giống như hồi chưa nhà đức nói rằng như hai cái chân gì đó. mà nó chặt cái chân phải vậy mà nó để cái chân trái ghê không tác giả nó chặt cái chân phải nó để cái chân trái nó nhân đức để cái đề là phật giáo có hai mặt đừng nghiêng về một phía vì coi đi vì đem bài chia sẻ này mở rộng ra nếu như cái người mà học Phật mà nhận thức được mặt trái này để bị gặp trường hợp vì chánh gặp trường hợp để mình biết mình chánh nhưng những đức nói về mặt phải bị biết có Phật pháp có cái hay đặc biệt thu thắng giống như một khu rừng trong đó có năm mười cái cây bị hư bị xấu nhưng mà tác giả này nó chỉ nhìn cái khu rừng đó là những cái cây hư cây xấu không cây còi cọc không nhưng mà nó không nhìn một khu rừng xanh Phật giáo bao nhiêu người Muốn trắng hơn Phật giáo Tích cực đối với Phật giáo Nhưng họ lại nhìn một số điểm người Về mặt trái của Phật giáo Đưa ra cái công chúng coi một khác Họ nghĩ rằng cái tâm họ nghĩ rằng là Giúp cho người ta đừng bị lầm lạc Nhưng đức hỏi quý vị Phật đã dạy tin sâu nhân quả có người không có ai gạt ai chứ Không có ai mà Thiệt thòi về ai chứ Nó đều tính bằng nhân quả Bạn đã từng gieo nhân gạt người Bây giờ người gạt bạn Bạn gieo nhân giúp người, người giúp bạn Bạn gieo nhân thương người, người thương bạn Có những người họ nghĩ rằng Nêu lên những cái việc Để cho người ta đừng bị gạt Bày Nó đã có quả báo đó quý vị Có cỡ nào cũng là quan uổng cho quý vị có khi còn làm cho ta lầm lạc còn mình Chịu cái tội đọ tam đồ Nguy hiểm Quý vị Bấm vô coi cái buổi Phật giáo có hai mặt Đừng nghiêng về một phía Thì nghe đi Chắc chắn quý vị sẽ lãnh nhận được cái tư tưởng Mặt trái mặt phải cực kỳ hay luôn Mặt phải là những đức nhận thức cho quý vị nghe Còn mặt trái là họ viết cái đoạn văn hoàn toàn mặt trái cho quý vị cảm nhận để khi tu hành đi đến chùa chiền đi đến gặp ai gặp quý thầy người nào người nào quý vị nhận thức được mặt trái những trường hợp gì vị gặp phải là quý vị sẽ có cảm nhận nhận thức còn những đức đưa lên tư tưởng mặt phải quý vị cảm nhận được để biết chọn lựa có góc độ chọn lựa nhớ có góc độ độ chọn lựa nên có cái câu hồi xưa những đức đọc mà học tập cực kỳ hay luôn Vậy nghe nè ở đâu và bao giờ cũng có tốt có xấu Thấy không? Ở đâu cũng vậy chứ Hoàn cảnh nào cũng vậy Có tốt và có xấu Có giả và có thật đó Nó đều có giả có thật hết trơn Nó không phải là hoàn toàn thật Mà nó nó cũng không phải là hoàn toàn giả Nhưng thời Đức Phật còn tại thế Trong tăng đòn vẫn có lục quần tỳ kheo như thế không Mà Đức Phật còn tại thế Mà những vị đó thị hiện đó Để cho nhận thức tới bây giờ quý vị, vị Đừng bao giờ cái gì cũng nghiêng về mặt trái Mà đừng có bao giờ cái gì cũng nghiêng về mặt phải đó phải hai mặt quý vị nhận thức Có giả và có thật nhớ Phải biết sáng suốt lựa chọn nơi gỡ gắm tâm hồn Mình là người học Phật Mình phải có góc độ sáng suốt để mình gỡ gắm Cái tâm tư mình học tập Đúng nơi đúng chỗ Đó là trí tuệ nhà Phật dạy đó Đặt niềm tin phải đúng nơi đúng người Đặt lòng tin phải đúng nơi đúng người mình chỉ cần nghe mà mình áp dụng lợi ích Và cái cái tư tưởng người ta dạy mình mà có mục tiêu giải thoát đó, Đây mới là tư tưởng của Phật giáo Nhớ Nó không phải là chỉ có về cái mặt tâm linh là cầu nguyện không đâu Mà Phật Pháp là mình phải học được có một cái tư tưởng giải thoát Giải là hiểu cuộc đời vô thường Thoát là không buồn giận ai để trong tâm Hai điểm này đó là xác thực nhất cái vị học Phật có lợi ích Cuộc đời này vô thường vô cùng mà buồn dặn hẳn ai để trong tâm gì Dành vật đấu đá gì đó là giải thoát Còn nếu như bây giờ mình học Phật mà mình dành vật đấu đá Thì đâu có giải thoát đâu quý vị Giải là vô thường đã biết nó là vô thường mà dành vật đấu đá gì vậy Thoát là mình không bao giờ mà mình nặng nề phiền não Khi những cái sự việc Trở ngại trong cuộc đời đến với mình Vì mình tin sâu nhân quả Thấy không nó nên cái câu đặt niềm tin phải đúng nơi đúng người không nên cho rằng thờ nay tất cả đều xấu giả ác không bao giờ mình cho rằng là xấu giả ác hết nếu như vậy thì con người quý vị sống sao nếu vị cho là toàn là xấu và giả ác hết rồi sao như thế đâu còn nơi để nương tựa tinh thần đúng không vì chúng sanh nó bị kêu họ nương vào đâu đây cái bài viết đó toàn là nó viết xấu không Nó viết hoàn toàn xấu Không có một cái gì đúng hết chứ Mà nó viết bài văn Nhiều người mà coi một cái quý vị ơi. Toàn là bình luận là đồng tình ghê lắm quý vị ơi Chỉ có vài công đoạn Ta bình luận ta nhận thức được như Đức ghi lại Đọc cho vị nghe Viết mà kính luôn đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu Nên như Đức có nói là đoạn văn Tam đồ ác đạo không có ngày ra vì muốn giống như muốn 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 diệt Phật pháp quý vị cái đoạn văn mà viết giống như muốn diệt Phật pháp vậy trong cái giáo pháp của Phật còn 9.000 năm Giáo pháp Đức Thế Tôn trong kinh dạy 12.000 năm Trụ thế gian Mà chưa được 3.000 năm Chứ Còn 9.000 năm hơn 9.000 năm Mà bây giờ Viết một đoạn văn kinh khủng vậy đó Mà hai ngày ta mấy chục ngàn người coi Số lượng người cứ tăng 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 lên Mà nhiều người coi cứ, cứ đưa vô cái bình luận là gì Chuẩn quá, chuẩn quá, chuẩn quá Đúng quá, đúng quá Rồi nản lòng không học Phật gì hết Đúng quý vị thấy cái nghiệp chướng ghê chưa Nghiệp chướng kinh khủng không Đó Nên những đức mới nói rằng là Phật Pháp giống như hai chân vậy đó. Một chân trái và chân phải Nó cân bằng Nhưng mà họ chặt cái chân phải Mà để cái chân trái mới ghê chứ Đúng là kinh khủng không Bởi vì những đức nói nếu như học thức mà không tin sâu nhân quả Nếu như tham khảo Phật Pháp Mà không tin sâu nhân quả Nếu như hiểu nhiều Phật Pháp Mà không tin sâu nhân quả Thì đúng là đáng sợ Ngồi viết thôi có thể viết mà Phá thành đoạt lý Một ngồi viết mà có thể viết ra mà Đoạn quậy mạng con người ta Một ngồi viết mà có thể giết hàng vạn vạn con người Giết quậy mạng hàng vạn 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 con người Ghê không Đáng sợ không, quý vị Thế Nên quý vị nên coi cái bài chia sẻ mà những Đức kia mấy chú làm đưa lên đó Phật giáo có hai mặt đừng nghiêng về một phía thì chia sẻ rộng ra cái bài chia sẻ này nên chia sẻ rộng ra đó. cái câu người ta viết rất là hay đúng không nếu mà mình, mình 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 cho rằng là xấu giả và ác như thế thì đâu còn nơi để nương dựa tinh thần phải không và cũng mang tội nữa nếu mà bây giờ mình cho cái gì xấu ác thì mình cũng mang tội rồi thì cái tâm mình vậy thì quả báo mình là đi vào cái cái xấu ác à chỉ cần tránh ra những nơi nào mượn hình thức tu hành làm chuyện lợi dụng kiếm lợi ích mình học Phật mình nhận thức được mình tránh ra những cái nơi mà mượn vào đạo Phật để kiếm lợi ích trục lợi mà không dạy gì cái chuyện tu hành giải thoát thì mình tránh ra đi chứ nếu như mình nói hoàn toàn là sai thì bản thân con người mình biết nương tựa vào đâu để học Phật đấy mà không có Phật giáo Thì làm làm sao cho con người nó có được nền giáo dục Bao nhiêu thầy Bao nhiêu hòa thượng rất tích cực Đối với Phật giáo Để muốn hoàn truyền Phật giáo Cho mọi mặt để chúng sanh được lợi ích Nên mình phải có góc độ cho quý vị Nên từ nơi đó mà Những đức dù là một hạt cát trong Phật giáo Nhưng mà nghe những điều như vậy rồi Những đức cũng Đưa một chút xíu tư tưởng của mình vào để giúp cho con người nhận thức Phật giáo một chút. Đó là tấm lòng của mình chân thật Thêm một cái nữa Thấy bài viết con người này cũng là người hiểu Phật giáo Nhiều lắm Có khi cũng là Một người tu sức gia Mà không tu nữa Bước ra Khi đi tu đi đến một ngôi chùa gặp trường hợp gì đó Và cuối cùng bước ra mới nhận thức được Phật giáo Kỹ như vậy Để viết lên những động văn như vậy Nhưng mà người này Cái góc độ học của này là không tin sâu nhân quả nghĩa là có cái tâm là sợ người ta bị gạt, bị lừa. Nhưng mà họ không hiểu nhân quả. Giết đoạn văn đúng là cực kỳ đáng sợ. khi vị mà bấm vào cái trang nó bị coi coi cái cái đoạn văn nó nguyên văn rồi bị coi cái bình luận quý vị sẽ thấy đúng là kinh thiệt. Bao nhiêu người bình luận đều hướng theo một tư tưởng nó toàn là phản bác Phật giáo. Ghê chưa? Quý vị nhớ nè, dù là Phật pháp chùa cao Phật lớn tượng Phật tượng đài to đó cũng là một cái nhân tố để cho gieo duyên chúng sanh thí dụ như một pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đứng ngay hướng mặt ra biển bao nhiêu con người nhìn được pho tượng cũng đều chấp tay nam mô đệ từ đệ bi Quán Thế Âm Bồ Tát Bao nhiêu con người cũng nhờ cái đức tin đó nương tựa mà cầu nguyện Một pho tượng di đà thiệt là cao Bao nhiêu con người hướng đức tin đó để cầu nguyện Chùa cao Phật lớn để cho con người ta ghé được Người ta được chiêm bái Và được đánh lễ Dù là nhân viên người ta chưa học Phật liền Nhưng cũng là một cái chủng tử Để gây dựng cho chúng sinh Từ từ bước đến Phật giáo Quý vị coi dù cho là Những cái kiếp nạn gì xảy ra Nhưng những cái điểm lớn của Phật giáo Dù cỡ nào cũng duy trì Đó là một điểm tâm linh Để con người ta có tâm cầu nguyện còn nếu như bây giờ không có chùa chiền tượng phật bồ tát như vậy thì cái mặt tâm linh con người gỡ gắm vào đâu có nhiều con người người ta khổ đau đến mức cùng cực không biết chỗ nào là nương tựa người ta đến tượng phật để người ta cầu nguyện người ta tâm sự với phật bồ tát đó cũng là một điểm tâm linh để cho con người ta được điểm nương tựa nên con người mỗi người chúng ta phải nhận thức cho thật là sâu sắc trong cõi đời này mặt nào không có mặt trái mặt phải nhà phật cũng có mặt trái mặt phải mà kinh doanh sự nghiệp làm ăn gì cũng có mặt trái mặt phải Rồi về mặt chính trị gì cũng có mặt trái mặt phải hết Thì coi coi đúng không Mặt nào mà không có mặt trái mặt phải Nên chúng ta cái nhận thức gì cũng có mặt trái và mặt phải của nó Đạo Phật có mặt phải Nên nó mới duy trì Đạo Phật gần 3 năm Đó là cái góc độ 100% phải nhận thức Bất cứ một cái nền văn hóa nào Cũng có mặt trái mặt phải Chắc chắn Giống như hai chân với vị Phải nhận thức Nên mình là người học Phật Phải nhận thức được Phật giáo Mình có góc độ nhận thức được Thì vị đi học Phật Điểm nào vị cũng học được cái hay Giống như ba người cùng đi Mình đi trước giữa Nhìn bên trái người làm sai Mình coi mình có sai hay không sửa Nhìn bên phải người làm đúng Coi mình có đúng hay không học gì thì quá hay rồi học gì thì quá tuyệt vời ai kêu vị cứ nhìn qua mặt trái không ai kêu bị cứ nhìn người sai không thì quý vị học phật thiếu trí tuệ nếu mà có trí tuệ ai đâu đi nhìn cái sai không nó phải có cái phải chứ đó nên những đức càng học phật những đức có nhận thức nên những đức nói nếu như cái bài viết này mà 10 năm về trước những đức mà nghe gặp một cái là những đức không có nhận thức như ngày hôm nay Nhờ những đức học Phật tới ngày hôm nay Cái góc độ nhận thức của nhận đức nó mới sâu sắc Vì bài viết này đúng là đáng sợ Ghê gớm thiệt Nên người học Phật chúng ta câu đầu tiên là gì Tin sâu nhân quả Còn câu ai với đạo Phật là gì A là vô với đà là lượng Phật là giác Vô lượng giác Bạn học Phật bạn không có cái giác ngộ Nên bạn hoàn toàn nhìn cái xấu Nên nhiều Phật tử Coi cái công đoạn này đi nhiều phật tử coi cái công đoạn mà cái bài những đức chia sẻ mà để cái đề tài Phật giáo có hai mặt đừng nghiêng về một phía coi đi việc gom lại hết chừng chắc khoảng tiếng ngoài tiếng 5 phút thì coi đi coi nhiều lần đi vì nhận thức đi rồi chia sẻ ra cho những người hiểu biết mở rộng cái tâm ra để cho người ta nhìn nhận họ cũng có cái tâm mà gọi là sợ cho người học Phật người đi chùa đồ gặp những thành phần mà tu không đúng tu giả đồ luôn gạt nhưng họ không hiểu được nhân quả mà họ còn làm ra có nhiều người người ta còn phỉ bán phật giáo biết không mang cái tội nghiệp phải phỉ bán phật giáo là kinh lắm thí dụ như bây giờ phật giáo là một nền giáo dục trí thiệt nhưng mà có người học phật người ta không làm thì cái đó là sai là sai con người chúng ta mà mình gom phật giáo mình đẩy mạnh phật giáo vậy thì không khác nào phật giáo không có chỗ đứng thì con người làm sao được lợi ích mà phật giáo cũng như là một quốc giáo vậy. mọi một quốc gia người ta tiếp nhận phật giáo nên nhà đức có nói câu rằng một cái đầu mình không lẽ bằng cái đầu của cả thế giới thế giới người ta đều tiếp nhận phật giáo còn mình cho phật giáo cái gì cũng xấu là mình chết nên những con người mà cho mình kiến thức cái góc độ mình tối quá cái giáo pháp của đức phật từ bên ấn độ mà lan truyền rộng ra các quốc gia thì quý vị phải biết rằng cái giáo pháp đức phật trí tuệ cỡ nào chưa bạn học được bao nhiêu bạn có trình độ cỡ nào mà bạn dám phỉ bán phật giáo bạn cho phật giáo là mê tín nếu như bạn đi sâu sắc vào phật giáo bạn sẽ thấy phật giáo cực kỳ thù thắng bạn sẽ có nhiều cái lãnh nhận trong phật giáo cực kỳ hay để áp dụng trong cuộc đời của bạn tuyệt vời lắm còn người mà cho rằng Phật giáo là mê tín Người này là người thiếu góc độ Chỉ nhìn vào một điểm nhỏ nào trong Phật giáo Họ đã dõi dàng kết luận Phật giáo Nếu như họ mở rộng ra mới thấy được Đúng là Phật giáo là một nền giáo dục cực kỳ hay tuyệt vời Quý vị biết rằng Cái trình độ học Phật của những đức Những đức đâu có biết gì nhiều Nhưng 100% quý vị những đức công nhận Phật giáo hay Nếu ai thật sự học tập Có góc độ sâu sắc thì người này sẽ lãnh nhận được lời dạy của Phật lợi ích Không thể nào Nghĩ bàn nổi Sự lợi ích này lớn, cực kỳ lớn luôn Nếu bạn là người nhận thức được Phật giáo Tiếp nhận Phật giáo Thì mỗi một cương vị của bạn Bạn sẽ áp dụng cực kỳ hay trong Phật giáo luôn Chắc chắn với bạn Tôi là một người ngoài đời Không có ra cái trò trống gì Mà tôi học Phật mọi giờ tôi còn Lo cho gần 2.000 người Làm bao nhiêu việc trong cuộc đời Chia sẻ bao nhiêu bài pháp chúng sanh được lợi ích thấy Phật giáo hay chưa? Tôi chưa từng được qua trường lớp, tôi chỉ là học Phật giáo từ cái nhận thức sâu sắc về Phật giáo, về thiện ác trong Phật giáo, mà tôi có thể phát hiện được cái sự lợi ích khi tôi học Phật. Cái tầm quan trọng của bạn là nhìn nhận được Phật giáo là nền giáo dục đặc biệt như thế nào để bạn tiếp nhận. Đây là cái tuyệt vời của Phật giáo. Nên có nhiều người khô cứng không nhìn nhận được mình là cư sĩ có khi bản thân mình một mình mình lo còng lưng mình làm mình chỉ lo một gia đình bé bỏng được một số học vị đơn giản thế gian mình đã giỏi vàng phê phán phật giáo bản thân mình cực lực làm lo cho một người vợ một hai đứa con thôi dù là bây giờ là một người này tu không thật đi chăng đâu một 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 hồi kinh của họ tụng ra thôi cũng gieo duyên cho người ta đắc độ về sau mình có làm được điều đó đâu dù mình có cái học vị nhưng mà mình giỏi ràng phê phán phật giáo có khi mình cho rằng những người tu đạo ăn không ngồi rồi một hồi kinh của họ người ta chỉ cần nghe qua kết duyên cái tướng của họ đi một vòng ngoài đường người ta cũng nhìn ra mà kết được cái duyên phật dù là họ có làm gì nhưng cái tướng của họ chỉ cần dạo ngang một một đoạn đường thôi Người ta cũng nghĩ người này học Phật Có phê phán gì thì cũng chữ Phật cũng lọt vào cái tâm cho chúng sanh Còn quý vị chưa có được cái hình thức đó Phải nhớ kỹ Nên từ nơi đó quý vị mà mở rộng Phật giáo ra Thì quý vị sẽ thấy Phật giáo là một nền giáo dục cực kỳ sâu sắc Nếu như quý vị là người thật sự học Phật Sẽ lãnh nhận được Phật Pháp đúng là giáo Pháp tuyệt vời Quá hay, quá đặc biệt nên cuộc đời chúng ta có thân người gặp Phật pháp, gặp người chia sẻ cho mình cỡ mở tâm tư, đem những phương pháp tu tuyệt vời đi dạy mình thì đúng là quý vị quá hạnh phúc. Quý vị quá hạnh phúc luôn. Dù bây giờ có giàu cỡ nào mà không gặp Phật pháp quý vị đi về đâu? Đa phần quý vị đi tâm đồ ác đạo. Nếu như quý vị không có điểm nương tựa học Phật, nên những đức nói một câu rằng nếu quý vị là người chân thật, Phật Bồ Tát không bỏ quý vị đâu. Nếu là người quý vị là người chân thật muốn học Phật pháp, Phật Bồ Tát sẽ không bỏ quý vị cái tâm chân thật quý vị bao nhiêu quý vị sẽ gặp người chân thật quý vị bao nhiêu. Nhân quả tương đồng, phải tin. Nên có những người quý vị có kiến thức về Phật giáo, nhưng quý vị gặp người dạy bị sai là vì cái tâm học Phật quý vị hướng sai. Cái tâm học Phật quý vị chưa thật sự phát tâm. Nên chưa có sự chiêu cảm phù hợp. Nếu như bạn thật sự học Phật nhiệt tình thì bạn sẽ gặp người dạy nhiệt tình. Phật Bồ Tát không bỏ bạn đâu. Đức Thích Ca Mâu Ni dù nhập niết bàn, nhưng một chúng sanh ruồi muỗi kiến gián loài người chỉ cần một chúng sanh nào đến lúc nhân duyên Phật pháp đến gặp gặp Phật pháp thì Phật sẽ gia hộ cho quý vị, gặp Phật pháp. Nên bạn chỉ cần chân thành học Phật thì 100% 100% sẽ có người dạy bạn đúng. Tùy cái tâm chân thật bạn bao nhiêu, tâm chân thật bao nhiêu sẽ gặp người, chân thật bao nhiêu. Còn tâm của bạn giả bao nhiêu gặp người giả bao nhiêu tâm của bạn lừa bịp học Phật bạn sẽ gặp người lừa bịp bạn có tâm bao nhiêu gặp người bao nhiêu nên những người nghe những đoạn trái của một Phật giáo mà đem những cái lời bình luận phù hợp theo thì do cái tâm của bạn không cảm nhận được Phật giáo bạn tự đoạn duyên đoạn phước của mình và bạn cùng một mẻ đi xuống tam đồ ác đạo nên cẩn thận nên khi mình nghe Phật pháp cái tâm của mình phải nhớ dù mình có coi được mình có bình luận a với đà phật có cái nào lợi ích cho chúng sinh thì mình tán tháng Còn cái nào không phải mình A với Đà Phật Nam Mô với Đà Phật đủ rồi Đừng có nên ùa theo một tư tưởng Sai lầm Đó là tại bạn dạy khờ Bạn không hiểu Nên con người chúng ta đa phần là phàm phu Cái góc độ phải sâu sắc kia Cái giáo pháp của Phật Muôn biến dạng hóa Bản thân mình kẻ phàm phu mà dám Phê phán Phật giáo hoàn toàn là chết Nên đừng bao giờ cho mình là người có học thức viết, cầm một bài viết lên viết, cầm một cái viết lên viết, tùy tiện bạn đỏ không có ngày ra, ghê lắm, nó kinh khủng lắm, bạn hay tin xong nhân quả, nó hay, nên á, cái bài chia sẻ của Nhân Đức, Phật giáo có hai mặt, đừng nghiêng về một phía quý vị nghe đi, để nhận thức được mặt, mặt trái và nhận thức được mặt phải, vậy thì cái kiến thức học Phật của quý vị cực kỳ sâu sắc, tuyệt vời. Và chúng ta là những người niệm Phật Tính nguyện câu Phật hiệu này hay nhất Như Đức nói Trong câu Phật hiệu có nền giáo dục cực kỳ sâu sắc Hãy chăng thật niệm Phật đi Trong câu Phật hiệu có một nền giáo dục cực kỳ hay Bạn đi đứng nằm ngồi niệm Phật Bạn đeo máy niệm Phật Bạn cứ nghe những điều đơn giản gì thôi Bạn sẽ nhận thức được Phật Pháp Bạn sẽ học Phật tức khắc có lợi ích cực kỳ lớn luôn Học Phật có lợi sự lợi ích cực kỳ lớn luôn Những người mà tu tịnh độ mà bỏ cuộc đa phần là gì Chạy đầu này chạy đầu kia Lao đầu này lao đầu kia học cuối cùng bỏ Phật pháp, bỏ tình độ. Nếu như quý vị học Phật mà nhận thức được thì đúng là như những đức học Phật mười mấy năm càng học càng vui, càng học càng thấy lợi ích lớn cực kỳ lớn, làm bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời. Cứ như vậy mà làm, một đời của người qua mau rất mau quý vị. Chúng ta phải làm sao nhận thức được để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Như Đức thường nói người trong chùa Cố gắng nắm bắt cơ hội Để tu phước tu duyên Làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời làm việc gì nhẹ nhàng cái tâm tư của mình đừng nên căng thẳng để làm mình phải mệt mỏi đầu óc những việc gì mình làm cực lực hết mình xong rồi buông xuống nhẹ nhàng cái tâm trí đi để mình đừng có bị căng thẳng đầu óc để đầu óc nó nhẹ nhàng thì nó mới sanh trí tuệ nó mới nhìn nhận được đặc sắc tuyệt vời cuộc đời chúng ta còn khỏe chúng ta cố gắng nhìn các cụ già mà bản thân mình còn trẻ mình cố gắng nỗ lực nhiệt tình cực lực hết mình đối với phật pháp để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời và chỗ quan trọng là đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm phật gây dựng tính nguyện niệm phật cả đời không thối tâm luôn luôn nhớ phật niệm phật cầu sanh cực lạc cái tâm gì duy trì cả đời của mình bất cứ lúc nào phật đến rước chúng ta chúng ta đi theo phật a di đà về thế giới tây phương cực lạc chúc quý vị an lạc a di đà phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ